Lúc bình trôi đến nơi phương trời, cuộc đời tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp lông đồng. Về miền Tây đợi chờ ai? Nào á mà có đợi chờ ai đâu, có chăng á là chờ đợi những cơn mưa, đợi chờ những đợt mưa cuối hạ. Giữa cái nắng gắt gỏng của buổi trưa hè nè, ve găm gan những điệu âm vang choáng ngợp, làm căng thêm cái lòng chảo nóng oi, bứt rứt của một ngày hạ đương chính. Mong lắm á, những cơn mưa bất chợt đổ xuống như một vị cứu tinh diệu kỳ, mang dòng nước ngọt tươi mát vực dậy đám cỏ dại đang ủ rũ, lay gọi từng nhánh cây, vỗ về từng ngọn lá và gột sạch những bụi bẩn muộn phiền, gạt phăng hết đi mọi nhu vị u ám của những gì không nên. Và mưa thì cũng sẽ làm những vết nứt nẻ sau những ngày nắng hạn trên đồng khô sẽ dần khít lại. Mưa về á thì lũ cá trên kênh rạch nè, sau những ngày tháng đồng khô á sẽ bắt đầu sinh sôi nảy nở. Vậy là một mùa cá lên đồng nữa sẽ lại về. Chào Mẫn, mến chào quý cô chú anh chị, mến chào cả nhà thân yêu nha. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Thì sáng nay Mẫn sẽ đi thăm giớn nha cả nhà. Bây giờ cả nhà cùng Mẫn đi thăm giớn nha. Của nhà đi bình thường, của nhà đi đi. À, của nhà đi đi. Đi đâu vậy? Đi của nhà về đường nào? Đi đó hả? Tính là cậu nhà đi thường. Em đi xuống tao qua được sao, có lưới mà. Hồi tối con cắm câu á con nhàn. Cá quá trời luôn. Cá chê hay gì? Cá chê. Cá nhóc quá trời. Đen có xuống không đen? Nè xuống xuống nhanh lên đi. Thì xuống nhanh lên đi. Đã thích lội nước mà. Lát nữa nó cũng đòi xuống nữa à. Ờ nó, rồi nó, rồi đi. Một xíu rồi hai đứa tắm luôn. Mình mới xuống mình ngồi im xíu nha. Toàn tép không nha cả nhà. Bữa nay không dính cá mà dính tép quá chừng luôn nè. Cái này chắc là dở hết trơn 3-4 cái vốn luôn là đủ một thời khô quẹt á.
lông rộng không kìa. Nào cũng không có hết trơn nha cả nhà. Rồi vậy mà nó ục kìa.
Bè cá làm gồng là còn nhỏ nè. Giỡn á thì chỉ có dính được bao nhiêu đây thôi nha cả nhà. Rồi có một mớ vậy nè. Hả? Còn 12 cửa ngục thì nhiều nha. Rồi 12 cửa ngục cả nhà thấy rồi đó. Quá chừng luôn. Đó. Nhưng mà Mận thích con cá này nè, con cá này Mận ra là trứng dữ dằn luôn, là ăn ngon lắm luôn á. Nè. Nguyên một bụng luôn. Quá chừng. Nếu mà cả nhà thích video này của Mận á, nhớ cho Mận xin một like nè, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo của Mận luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nè.